Trở lại câu chuyện ngắn như tình cảnh mà chúng ta đang hiện gặp. Cái nền văn minh của nước Mỹ trong tình trạng bấp bênh vì những người đóng ngoặc mở ngoặc theo truyền thông, họ định nghĩa vấn đề đạo đức như là sự kiện của ông James Comey, Brandon Clapper, Steele, bà Clinton và gia đình của ông Biden. Đâu là lối thoát? Chỉ có hai cái lối thoát. Một là năm tới Tổng thống Trump đang tìm cách thuyết phục một số lượng lớn những người đang hiện đang tin ông có một cái thế lực gây ra bạo loạn và hỗn loạn, rằng ông ấy không phải là người thay thế hoặc đảng Cộng hòa sẽ phải có một ứng cử viên khác. Vị Tổng thống Trump này đã có khởi đầu thuận lợi khi thông báo tranh cử của mình vào ngày 15 tháng 11 trong một bài diễn văn cải tổ một cách rất là ôn hòa và lạc quan. Những trục trặc kể từ khi đó, đặc biệt là cho phép một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng đến ăn tối trong cái đoàn của mình tùy tùng với ca sĩ Kanye West, là những vấn đề nhỏ sẽ qua nhanh nếu ông Trump quyết tâm cho những kẻ thù của mình càng ít đạn để có thể bắn ông càng tốt. Ông ấy đang tìm cách trở thành một tổng thống thứ hai sau tổng thống Grover Cleveland được bầu vào các nhiệm kỳ không liên tiếp. Đây là một hiện tượng thường xảy ra trong hệ thống nghị viện, chẳng hạn như tại Anh Quốc gồm có William Pitt the Younger, Robert Peel, kể cả luôn John Russell, Benjamin Disraeli, William Gladstone, Stanley Bowen, Winfield Jackson, và kể cả luôn Howard Wilson. Có những cái nhiệm kỳ không liên tiếp với nhau. Nhiều người trong số này đang cố gắng hết sức để thuyết phục những cử tri của họ đã được và học từ thất bại gì trong cuộc bầu cử, đã đạt được sự tin tưởng của xứng đáng hơn của công chúng. Những người gièm pha ông Trump nghi ngờ ông ấy không thể làm được điều này, và các thành viên của đảng Dân Chủ mặc dù họ sợ hãi ông ấy nhưng chế nhạo ông ấy như một con bò tót hung hãn. Nếu những đấu sĩ bò tót này chọc giận ông ấy sẽ tấn công chiếc áo choàng đỏ đến hơi thở cuối cùng. Nếu ông ấy có thể xoay sở kỹ năng chiến thuật và tính kỹ trị trong trở thành tổng thống mới như là tổng thống Nixon thành công từ năm 1962 đến 1968, khi trở thành một Nixon mới, quảng bá khẩu hiệu Nixon không đến nỗi nào, và sau đó Nixon là người được chọn, thì ông Trump vẫn có thể tái đắc cử và tái đề cử. Nếu không, ông ấy sẽ không giành chiến thắng được cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Việc trở thành một người đàn ông không thể thiếu trong sự trỗi dậy của ông Ron DeSantis chắc hẳn rất khó chịu đối với ông ấy. Như ông Ron DeSantis bây giờ, với tư cách là thống đốc bang của tiểu bang Florida, đã tăng khối đa số của mình lên 50 người trong 4 năm, không phải làm bất cứ điều gì trong 9 tháng, hoặc ngoại trừ theo dõi liệu ông Trump có thể làm chính mới cái bản thân của mình hay không. Một yếu tố quyết định còn lại là đảng Cộng Hòa kém cỏi rõ rệt trong việc kiểm soát hệ thống thu phiếu bầu. Vào năm 2020, ông Trump đã cảnh báo chính xác về hệ thống này sẽ sử dụng để lận gian trong những cuộc bầu cử. Nhưng ông ấy hoàn toàn không đủ tự tin để đưa ra những biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn hành vi này. Đảng Cộng hòa đã tuyên bố để giải quyết những vấn đề này trong 2 năm qua, nhưng rõ ràng họ đã mắc một số lỗi chiến thuật nghiêm trọng, đặc biệt là Mỹ đặt China đã giữ lại cái quỹ vận động tại Thượng viện cho đến khi một nửa cái số phiếu đã được bỏ trước trong nhiều cuộc đua. Cái đảng Cộng hòa phải nâng tầm trận đấu của mình. Ông Trump phải nâng tầm trận đấu của mình, hay bất kỳ ai trong ứng cử viên của đảng Cộng hòa 2024. Và liệu ông Trump có phải chịu một cuộc phục kích giả, hợp tác khác hay không, thì điều ông ấy phải làm tốt hơn trong sự kiện chống lại trò bịp của đảng Dân Chủ. Nếu cả hai điều đó không xảy ra, thì chúng ta sẽ tiếp tục có một chế độ độc đảng 1-1.5 khi đất nước nghiêng về cánh tả nhiều hơn và vận mệnh của quốc gia sẽ tiếp tục leo dốc. Và đó là câu chuyện của tác giả để chúng ta tiếp tục một số vấn đề suy ngẫm. Và đó là tình ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.